Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Vườn Quê của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loại cây, đó là cây cỏ sữa nha các bạn. Như các bạn đã thấy này, đây là cây cỏ sữa nha. Theo y học cổ truyền thì cây cỏ sữa lá nhỏ có vị nhạt, hơi chua, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, thông huyết, tiêu viêm, tiêu độc, lợi tiểu, kháng khuẩn, thông sữa. Loại cây này là vô cùng quen thuộc đối với chúng ta. Chúng ta thường bắt gặp ở những cái nơi ven đường các bạn. Nhưng ở quê thì bắt gặp ở rất là nhiều nơi nha các bạn. Nếu mà để ý thì các bạn sẽ thấy chúng ở rất là nhiều nơi nhé, giống như ở ngoài vườn cũng có nhé. Đây là giống như cây mọc dại các bạn ạ. Loại cây này mọc hoang khắp nơi, ở bãi cỏ, sân vườn, ở những nơi đất có sỏi đá. Toàn cây có sữa, lá nhỏ, được dùng để làm thuốc, thu hái canh năm, tốt nhất là vào mùa hè và mùa thu. Rửa sạch, dùng tươi hoặc phơi khô nhé các bạn. Cây cỏ sữa có tên là vú sữa đất, cẩm địa, thiên căn bảo, là cây thảo, là cây thân thảo, mọc bò, có lông. Như các bạn đã thấy này, thì toàn thân của cái cây cỏ sữa là nó đều có nhựa mủ trắng như thế này nhá. Nên người ta có cái tên đó là cây cỏ sữa này, toàn thân của nó đều như vậy nhá. Đó, các bạn đã thấy thân và cành tỏa rộng trên mặt đất, hình sợi màu đỏ tím, hơi có lông. Cây ra hoa vào mùa hè. Bộ phận dùng đó là người ta dùng toàn cây, gồm rễ, lá và thân nha các bạn. Cây cỏ sữa thì lá nhỏ thì có vị hơi chua và tính mát. Vì vậy sử dụng không nên gây mất cân bằng âm dương trong cơ thể. Còn cây cỏ sữa lá lớn, theo đông y, cỏ sữa lá lớn có tính nạnh và rất dễ gây mất cân bằng âm dương nếu không biết cách sử dụng đúng và đúng bệnh và đúng liều lượng. Vì vậy các bạn trước khi sử dụng thì cũng nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ đông y nhé. Theo như các chuyên gia y học cổ truyền, cây cỏ sữa có vị hơi chua, tính hàn và có tác dụng giải độc thanh nhiệt, thông huyết, thông sữa và tiêu viêm. Một số công dụng chính của cây cỏ sữa như điều trị bệnh đường ruột, chủ yếu là bệnh kiết nị. Thông sữa giúp phụ nữ sau sinh tăng tiết sữa, điều trị triệu chứng đại tiện ra máu, chữa mụn nhọt và mẩn ngứa ngoài da. Mình chia sẻ một số bài thuốc về cây cỏ sữa này, các bạn có thể tham khảo nha. Chữa chứng đại tiện ra máu tươi do nhiệt, sử dụng 100g cỏ sữa với 60g cỏ nhọ nhồi, rửa sạch sắt chung với 400ml nước sau khi thuốc cạn còn 100ml. Chia thuốc và uống 2 lần trong ngày, uống liên tục từ 2 đến 3 ngày, đảm bảo sẽ hiệu quả. Trị thông sữa ở phụ nữ sau sinh đẻ thiếu sữa. Cỏ sữa lấy 100g sắc chung vớt, hay cây gạo 40g. Sau đó lấy nước nấu cháo và ăn mỗi ngày liên tục. Ăn liên tục từ 5 đến 7 ngày để đạt hiệu quả điều trị như mong muốn. Cây cỏ sữa có tác dụng cầm máu. Chúng ta sử dụng một lắm cây cỏ sữa giã lát và đắp lên vết thương, giúp cầm máu và làm mau lành vết thương nhanh chóng.
Về tính năng và công dụng, cỏ sữa lá nhỏ và lá lớn đều có những công dụng điều trị bệnh giống nhau. Tuy nhiên, khi lựa chọn cỏ sữa chữa bệnh, người bệnh nên hết sức thận trọng bởi cây cỏ sữa lớn có tính hàn mạnh hơn, thì tốt nhất bệnh nhân nên tham khảo ý kiến hoặc thầy thuốc chuyên môn trước khi sử dụng. Mình cảm ơn các bạn đã xem video chia sẻ về tác dụng của cây cỏ sữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.